Cúp truyền hình BRT 2020 ở lứa tuổi U11, Hoàng Đức Việt đội U11 thành phố Vũng Tàu là vua phá lưới với 9 bàn thắng. Hoàng Ngọc Tuấn Hưng đội U11 huyện Châu Đức giành giải cầu thủ xuất sắc nhất. Hai đội bóng của hai em cũng chính là những đại diện góp mặt trong trận chung kết của mùa giải, nơi mà U11 thành phố Vũng Tàu đã bảo vệ thành công ngôi vô địch một cách kỳ tính trên loạt đá luân lưu. Đức Việt và Tuấn Hưng là những cầu thủ xuất sắc xứng đáng với các giải thưởng cá nhân. Nhưng trong mùa giải ấy còn có một cầu thủ nhí gây ấn tượng không kém. Đó là em Nguyễn Đặng Hữu Nhân, đội trưởng mang áo số 10 của đội U11 huyện Long Điền. Hữu Nhân sở hữu chiều cao, tốc độ, lực sút mạnh. Trong đội hình U11 huyện Long Điền, em là người chỉ huy thi đấu bao quát, lên công về thủ toàn diện. Thống kê của ban tổ chức, Hữu Nhân đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng, 4 lần thực hiện kiến tạo, 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận trong 4 trận đấu tại cúp truyền hình BRT 2020. Chính sự xuất sắc của người đội trưởng giúp U11 huyện Long Điền trở thành ngựa ô của giải, tiến tới vòng bán kết và chỉ chịu thua trước U11 thành phố Vũng Tàu, đội sau đó đoạt ngôi vô địch. Nguyễn Đặng Hữu Nhân được lựa chọn lên dự tuyển vào khóa 5 học viện Hoàng Anh Gia Lai khi mùa giải kết thúc. Và trong 4 cầu thủ U11 dự tuyển lần đó, Hữu Nhân là người để lại ấn tượng mạnh mẽ. Em là cầu thủ 11 tuổi duy nhất được xếp vào đội hình U13, chơi ở vai trò hậu vệ cánh trái. Em thi đấu ngang ngửa không kém gì các đàn anh. Các nhà tuyển trạch Hoàng Anh Gia Lai đã rất ưng ý, nhưng sau đó chỉ chấm 3 cầu thủ U13 đến từ cúp truyền hình BRT là Quang Kiệt, Minh Lộc và Bảo Đức. Đến bây giờ, Nguyễn Đăng Hữu Nhân không trúng tuyển học viện Hoàng Anh Gia Lai khóa 5 vẫn là một sự nuối tiếc chưa có lời giải.